Giấu bằng đại học danh giá, người đàn ông đi bán thịt lợn trở thành tỷ phú, từng bị mỉa mai là vết nhơ của trường cũ. 20 năm sau khiến người đời nhìn bằng con mắt khác, vì sợ bị coi là vết nhơ, bôi trò chát chấu vào trường cũ chỉ vì đi bán thịt lợn. Người đàn ông này phải giấu việc mình có bằng đại học, giả mù chữ. Ở Trung Quốc có hai trường đại học top đầu vô cùng nổi tiếng là kỳ phùng địch thủ với nhau trong mỗi mùa tuyển sinh. Đó là Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh những ngôi trường này đều được xem là cái nồi đảo tạo ra những nhân vật tinh hoa cá nhân kiệt xuất với danh tiếng của một ngôi trường hàng đầu đất nước tỷ dân ai nấy cũng nghĩ rằng những sinh viên khi tốt nghiệp trường này chắc chắn sẽ trở thành những nhân vật tầm cỡ tiếng tăm có tiếng nói trong xã hội chính vì vậy việc trải qua cuộc thi đại học đầy khốc liệt để vào được ngôi trường này và có được tấm bằng đại học danh giá là niềm tự hào của nhiều sinh viên tuy nhiên có người lại giấu tấm bằng danh giá này để đi bán thịt lợn đó chính là Lục Bộ Hiên, cái tên từng một thời gây sốt dư luận Trung Quốc. Ông là một trong số ít những cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học Bắc Kinh giàu lên từ nghề bán thịt lợn. Nhân tài từ bỏ giấc mơ thay đổi thế giới vì kế sinh nhai. Lục Bộ Hiên sinh năm 1966 tại thành phố Tây An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc. Ông từng theo học tại khoa Trung văn, Đại học Bắc Kinh vào năm 1985 và tốt nghiệp sau 4 năm vào năm 1989 lúc ấy khi biết tin con trai mình đỗ trường đại học danh giá cha của lục bộ hiên đã tổ chức một bữa tiệc mừng lớn cho con trai dù trước đó gia đình ông thuộc hộ nghèo ngày chỉ đủ ăn hai bữa khi ấy mọi người trong làng đều tin chắc rằng lục bộ hiên người được nhận vào đại học bắc kinh sau này sẽ trở thành là một nhân vật tiếng tăm sẽ làm quan trong tương lai trong bốn năm học đại học lục bộ hiên những năm ấy chăm chỉ học hành tràn đầy hoài bão về một mong muốn thay đổi xã hội nhưng không ai ngờ được một ngày, người đàn ông là cử nhân Đại học Bắc Kinh ấy lại trở thành một người bán thịt trên đường phố vì kế sinh nhai. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lục Bộ Hiên từng làm giáo viên tại một trường cấp 2, nhưng ông lại quyết định xin từ chức để theo đuổi sự nghiệp của riêng mình. Những công việc sau đó của ông liên tục gặp trục trặc, từ việc đào vang, kinh doanh ông đều thất bại và rơi vào cảnh nợ nần chồng chất. Cuộc sống của ông còn trở nên bi kịch hơn khi người vợ đầu muốn ly hôn. Lục Bộ Hiên rơi vào cảnh tuyệt vọng, cuộc sống của ông lao đao và khó khăn hơn bao giờ hết thấy vậy bạn bè không đành lòng nên đã giới thiệu cho ông một người vợ thứ hai nghe theo lời khuyên của vợ lúc này ông mở một cửa hàng thịt lợn để trang trải cuộc sống cho gia đình giấu bằng đại học danh giá vì sợ bị coi là vết nhờ của trường cũ người đàn ông bán thịt lợn đeo một cặp kính cận trở nên đặc biệt trong khu chợ dân sinh nhiều người hỏi lục bộ hiên về cặp kính nhưng ông dám nhận mình cận do từng đọc học nhiều mà chỉ nói rằng do bẩm sinh vậy nên ở khu chợ dân sinh lục bộ hiên được mọi người đặc biệt danh là ông chủ hàng thịt kính cận những năm này việc tốt nghiệp đại học bắc kinh đều được lục bộ hiên giấu kín thậm chí ông còn tỏ ra mình là người không biết chữ ông làm những điều này vì không muốn bản thân trở thành một vết nhơ của trường cũ ông từng chia sẻ trong quá khứ danh tính này thực sự là một gánh nặng khi tôi bán thịt tôi đã giả vờ mù chữ tám thùng sách từ thời đại học được ông cất kỹ trong nhà không dám đem ra đọc 15 năm kể từ khi tốt nghiệp, người đàn ông này cũng không về thăm trường vì sợ xấu mặt. Năm 2003, Lục Bộ Hiên bất ngờ được truyền thông chú ý qua bài bài phỏng vấn cựu sinh viên Bắc Đại đi bán thịt lợn. Ông không thể giả mù chữ nữa, thịt lợn vẫn phải bán và những chủ đề bình luận như lãng phí tài nguyên quốc gia và bôi do chát chấu vào cái tên Bắc Đại khiến ông bị cuốn sâu vào vòng xoáy dư luận. Ông cho biết, từng là người đỗ đại học Bắc Kinh, những người dân ở làng khi đó coi ông như một hình mẫu tích cực khi họ dạy con học trong những năm đầu đời. Nhưng khi đứa trẻ lớn lên, chúng có thể xem thời sự và vặn lại lại rồi cũng về bán thịt lợn đấy thôi. 20 năm sau thành tỷ phú, khiến người đời nhìn bằng con mắt khác. Trong những năm đó, Lục Bộ Hiên không ít lần cảm thấy tủi thân trước những lời mỉa mai, chế giễu đó, nhưng ông chưa bao giờ từ bỏ khát vọng. Công việc bán thịt lợn của ông vẫn tiếp tục và đạt được những thành công vượt ngoài mong đợi. Ông nhanh chóng trả được số nợ trước kia và mua nhà, mua xe cho vợ con. Điều được xem là bước ngoặt trong sự nghiệp của Lục Bộ Hiên là ông gặp đàn anh Trần Sinh, là cựu sinh viên của Đại học Bắc Kinh, chủ sở hữu của chuỗi cửa hàng bán thịt lợn với hơn 100 chi nhánh trên khắp thành phố Quảng Châu và được mệnh danh là ông hoàng thịt lợn. Vào tháng 8 năm 2009, Trần Sinh mời Lục đến Quảng Châu cùng mình xây dựng trường học bán thịt chuyên giảng dạy về thịt lợn và hai người đã bắt tay nhau vào làm. Trong thời gian này, cả hai đã duy trì liên lạc chặt chẽ Công việc kinh doanh thịt lợn của Lục Bộ Hiên và Trần Sinh ngày càng lớn mạnh, ông lần lượt mở các chuỗi cửa hàng, bao phủ hơn 30 thành phố. Năm 2018, doanh số của công ty đạt 1,8 tỷ tệ. Đến năm 2020, con số đó đã tăng gần gấp đôi. Với những thành công sau 20 năm đi bán thịt lợn, Lục Bộ Hiên đã khiến người đời thán phục và nhìn ông bằng con mắt khác. Trước những thành công này, năm 2013, Lục Bộ Hiên được mời về trường phát biểu để truyền cảm hứng cho sinh viên đây cũng là lần đầu tiên kể từ khi ra trường ông quay trở lại đại học bắc kinh lục bộ hiên cho biết ông cảm thấy rất vui vì đã trở thành một doanh nhân có văn hóa trí thức là người nhiều chữ nhất trong số những người bán thịt lợn và là người hiểu thịt lợn nhất trong giới trí thức